lời nói đầu tiên cho Mỹ Thanh xin gửi đến các anh chị trong câu lạc bộ tối đêm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất là cảm ơn anh. Đời anh là gió bay muôn phương trời, đời em là cây đứng im chờ gió đêm, rồi một hôm nào vô tình gió lướt qua làm cây run đồng, cây âm thầm thương gió từ đây. Một ngày cuối thu nắng vàng vươn khắp gió yêu cây, vậy là từ đây gió bên cây mỗi ngày làm cây ươm mộng, chỉ trao tình cho gió mà thôi. Ngờ đâu thu tàng đông lại sang, gió theo đông rồi gió đi đời chưa bao năm cây ông sầu cây héo rượu, sao gió không về như thời ước hẹn ngày xưa. Một lòng thủy chung cây vẫn âm thầm đợi gió, bao nhiêu thu rồi gió bây giờ ở nơi đâu. Người anh là gió, gió bay muôn phương trời, người em là cây đứng im chờ gió đêm, rồi một hôm nào vô tình gió lướt qua là cây run động, cây âm thầm thương gió từ đây. Một ngày gió yêu cây, vậy là từ đây gió bên cây mỗi ngày làm cây ươm mộng, chỉ cho tình cho gió mà thôi. Ngờ đâu thu tàng đông lại sang, gió theo đông rồi gió đi một lần ghé qua. Đời chưa bao năm cây ông sầu cây em rượu, sao gió không về như lời hứa hẹn ngày xưa. Một lòng thủy chung cây vẫn ngâm thầm đợi gió, bao nhiêu thu rồi gió bây giờ một lòng thủy chung cây vẫn ngâm
Dạ, xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ.